Lô, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với video số 2 trong chuyên mục điểm tin. Khá là lâu rồi mình mới gặp lại nhau trong chuyên mục này nhở. Thì hôm nay mình sẽ nhắc tới một thương hiệu rất là nổi tiếng. Một thương hiệu mà mỗi khi nhắc tới cái tên của nó thôi thì các chị em phụ nữ luôn luôn muốn sở hữu những cái bộ quần áo, những cái chiếc túi của thương hiệu này. Đó chính là Chanel. Và nhắc tới thương hiệu Chanel này thì chúng ta phải nhắc tới một người phụ nữ với thân hình rất là nhỏ bé, rất là mảnh mai, xinh đẹp nhưng mà lại xây dựng lên được một đế chế thời trang rất là hùng mạnh. Đó chính là Coco Chanel. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua một chút về tiểu sử bản thân của Coco Chanel và các sản phẩm nước hoa của thương hiệu này nha. Coco Chanel tên đầy đủ đó chính là Gabrielle Bedos Chanel, và bà sinh ngày 19 tháng 8 năm 1983 tại một thị trấn nhỏ ở Pháp. Và hoàn cảnh gia đình thì của bà thì khá là khó khăn, khi mà mẹ của bà thì mất sớm, còn bố của bà thì lại bỏ lại ba chị em bà, khiến cho ba chị em phải ở trong trại trẻ mồ côi. Và tại đây thì bà được dạy những cái món nghề như là thêu thùa, may vá, và nó là nền tảng để sau này bà tiếp cận được với thời trang. Nhưng mà trước khi đến với thời trang thì bà lại có một cái niềm đam mê, một cái ước mơ trở thành một ca sĩ phòng trà. Và như các bạn biết rồi đấy, hay hát thì không thể nào bằng được hát hay được cả, nên là cái ước mơ này nhanh chóng bị tiêu tan. Nhưng mà bù lại, đó là khi mà làm ở Coco Chanel, làm ở cái phòng trà này, thì bà lại có cái tiếp cận với những người tình, những người đàn ông rất là giàu có, rất là có điều kiện và rất là yêu thương bà. Thì như mình xem những cái bức ảnh của bà ngày xưa thì bà là một người có thân hình khá là mảnh mai, khá là xinh đẹp đó, nên là những người tình của bà sẵn sàng chu cấp cho bà, cho bà một công việc, đó là làm ở trong một cái tiệm may. Và từ đó thì cái niềm đam mê thời trang của bà đã được thắp sáng. Nhờ có những cái tư duy và những cái hướng đi mới mẻ thì bà đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình trong làng thời trang Pháp và trên toàn thế giới. Bên cạnh cái sự nghiệp rất là thăng tiến, rất là bùng nổ ở điểm đó, thì bà lại có những cái mối tình khá là buồn, mà có thể nói rằng là nó để lại vết nhơ cả đời cho bà. Khi mà bà đã có những thời gian chung sống với những thương nhân rất là giàu có, những chính trị gia và kể cả những tướng lĩnh. Và bà đã từng có một cái thời gian chung sống với gọi là một cái tên tướng, một cái người sát nhân hàng loạt đã giết rất nhiều người Do Thái thời đó. Và sau này thì báo Mỹ đã ghi rằng là bà đã có những cái cuộc tình với những cái kẻ mà để lại cho bà những cái vết nhơ mà cả đời bà không bao giờ gột rửa được. Đó là cái chuyện tình cảm của bà và cái tiểu sử bản thân. Còn nói về nước hoa thì nhắc tới nước hoa của nhà Chanel thì chúng ta phải nhắc tới cái thương hiệu, đó chính là Chanel No. 5, đã rất là nổi tiếng với hình ảnh cô ả đào Millie Monroe. Và cô ấy có một cái câu nói rằng là trước khi đi ngủ thì cô ấy không mặc gì cả, cô ấy chỉ xịt mùi hương của Chanel No. 5 thôi. Và sau đó thì chai nước hoa Chanel No. 5 này được ra mắt và đã trở thành một chai nước hoa mà đến tận bây giờ nó chai nước hoa bán chạy nhất và nổi tiếng nhất của nhà Chanel này. Có một cái câu chuyện đằng sau chai nước hoa Chanel No. 5 này mà mình có nghe được, đó là khi mà bà đã thuê một cái perfumer làm ra cái mùi hương theo cái yêu cầu của bà ấy, thì về cái tỷ lệ mùi hương là lẽ ra về cái mùi hương của Chanel No. 5 phải là 0,1% aldehyde. Nhưng mà cái người làm ra mùi hương này đã cho nhầm thành 1% và mang tới kết quả không ngờ. Nên là sau này tức là cái chai Chanel No. 5 này nó trở thành một cái tượng đài về cái sử dụng cái aldehyde ở trong nước hoa, và có rất nhiều những chai nước hoa khác đã đú theo kiểu làm theo cái mùi hương của chai No. 5 này, nhưng mà đều không thể nào đạt đổ được cái tượng đài này. Và bà có một cái câu nói rất nổi tiếng, đó là phụ nữ mà không sử dụng nước hoa thì không có tương lai. Và đến năm 1924 thì bà đã phối hợp với Pierre Guterman, đó là bà đã chuyển 70% cổ phần của hãng nước hoa Chanel này cho ông và chỉ giữ lại 30% cổ phần, và với điều kiện đó là giữ lại tên thương hiệu của bà ở đó. Và sau này thì hãng nước hoa Chanel này được gia đình Guterman gọi là kế thừa và phát triển. Và nói về nước hoa của Chanel thì chúng ta phải nói tới hai thương hiệu, mà đầu tiên đó là chai No. 5 mà mình vừa đã nói ở trên, đó là điển hình của việc sử dụng aldehyde ở trong nước hoa và là tượng đài ở nước hoa, và đến bây giờ nó vẫn là chai nước hoa bán chạy nhất và là nổi tiếng nhất của nhà Chanel này. Và mình nghĩ rằng là những bạn nữ nào khoảng tầm 30 tuổi thì đều nên sở hữu một chai nước hoa của nhà Chanel,
Bởi vì Chanel Hoa, DNA của nhà nước hoa Chanel này đó là có một cái mùi hương rất là sang trọng, rất là thanh lịch, và nó mang tới gọi là cái sự giàu có đó. Và cái mà có một điều bên cạnh nữa đó là mùi hương của nhà của chai Chanel No. 5 đến bây giờ thì đã bị reform về thay đổi mùi khá là nhiều lần rồi. Nó không còn là mùi hương của ngày xưa nữa. Và một phần là vì phải thay đổi để bắt kịp cái xu hướng mùi hương hiện nay, và một phần là vì theo những cái đạo luật về sử dụng những cái nguyên liệu trong nước hoa, và nên là chai nước hoa Chanel No. 5 này đã bị thay đổi rất là nhiều lần. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó vẫn là một chai nước hoa mà các bạn nên sở hữu khi mà các bạn là một người chơi nước hoa. Còn đó là nước hoa của nữ. Còn nói về nước hoa của nam thì một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là các bạn nam nào cũng biết, hay kể cả bạn nữ nào, khi nhắc tới tên thôi Blue de Chanel thì các bạn đều biết đây là chai nước hoa quốc dân của nam giới. Từ Việt Nam cho đến nước ngoài, gần như rằng là khi các bạn bước vào thế giới nước hoa, các bạn được tư vấn thì đầu tiên chai nước hoa của nam giới đầu tiên các bạn được khuyên dùng đó là Blue de Chanel này. Đó, tổ hợp cam quýt kết hợp một chút tiêu cay, một chút quế, mang đến một cái mùi hương rất là tuyệt vời. Thực sự rằng là đây dù gì đi chăng nữa, đây là một cái mùi hương rất là tuyệt vời cho các bạn, những bạn tập sử dụng nước hoa. Và sau này thì bên cạnh hai chai nước hoa Chanel No. 5 và Blue de Chanel này thì còn có những cái bản, những cái phiên bản khác, mở rộng khác để gọi là ăn theo cái sự nổi tiếng của hai chai nước hoa này, đó chính là Blue de Chanel phiên bản Eau de Parfum, hay là phiên bản Parfum này, rồi Eau de Home Sport này, phiên bản thường và phiên bản Extreme này, rồi Chanel No. 5 này thì các bạn search thì nó có vô cùng nhiều bản. Sau này nếu như có dịp thì mình sẽ từng làm, từng review từng những cái phiên bản của hai chai nước hoa này. Chỉ có một cái điều về nhà nước hoa Chanel này, đó là những cái sản phẩm của nhà này thì giá của nó khá là cao vì cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng. Và cái thứ hai đó chính là những cái mùi hương của nhà Chanel này thì mình nghĩ rằng là các bạn cần những cái độ tuổi thích hợp. Ví dụ như là Blue de Chanel này thì nó phải tầm từ 23 đến 25 khi các bạn đi làm rồi các bạn sử dụng thì nó mới hợp lý. Còn những cái phiên bản Chanel No. 5 hay là những cái phiên bản cho nữ thì mình nghĩ rằng tầm 27 cho đến 28 ngoài trở lên thì các bạn mới sử dụng hợp. Ngoài cái em Chanel chen ra để các bạn nó trẻ hơn một chút. Tại vì những cái hình ảnh mà những cái sản phẩm của nhà Chanel này mang tới đó là những cái hình ảnh rất là sang trọng, rất là thanh lịch và giàu có, nên là các bạn phải ở những độ tuổi nhất định thì các bạn sử dụng thì nó mới toát lên được tất cả những cái vẻ đẹp của mùi hương này. Và đó là những cái thông tin mà mình muốn truyền tải tới các bạn về nhà nước hoa Chanel này. Và các bạn muốn bổ sung gì hay là các bạn muốn mình làm những cái video về nhà nước hoa nào thì các bạn hãy comment bên dưới, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, gặp lại, bye bye.